What's up anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom chúng mình. Và trên bàn của mình đây là hai bộ PC mà hôm trước chúng mình build vào trong buổi livestream. Đây là hai bộ PC với mức giá là khoảng tầm dưới 30 triệu. Về phía bên tay trái chúng ta sẽ có một cái bộ PC với CPU Intel i5-11400, RAM là 16GB, bus là 3600 này, cặp màn hình RTX 2060 và một cái SSD 512GB. Về phía bên tay phải chúng ta sẽ có một đối thủ rất là đáng khờm, Full AMD luôn. Sẽ có CPU AMD Ryzen 5 5600X này, có cặp màn hình là RX 6600, RAM 16GB nhưng mà bus có 3200 và một ổ cứng SSD là 256GB. Vậy thì liệu rằng trong tầm giá 30 triệu như thế này, bộ PC nào sẽ thắng? Liệu là Intel và Nvidia thắng hay là AMD thắng? Chúng ta hãy cùng bắt đầu video này nhé. Và để có thể test được cái sự khác biệt giữa hai cái PC này thì mình sẽ test đây là 4 tựa game nặng nhẹ khác nhau. Với những tựa game AAA thì mình sẽ có đó chính là Shadow of Tomb Raider này và Battlefield 5. Còn với những tựa game eSports hơn một chút mình sẽ có là Dota 2 và CSGO. Ngoài ra mình sẽ còn test thêm một phần mềm, đó chính là phần mềm Adobe Photoshop. Hãy bắt đầu bằng tựa game đầu tiên. Ở trong Battlefield 5 thì mình đang đặt ở mức tất cả những setting ở đây thì mình đều đặt ở mức là cao nhất và Full HD. Với Intel Battlefield 5 mình sẽ được là 128fps, còn với AMD là 176 cận cơ, thực sự rất là cao. Còn với AMD Intel khi mà ở mức FPS 1% thì sẽ là 97 và AMD thì là 102. Vậy chúng ta có thể thấy với tựa game Battlefield 5 thì AMD đã chiến thắng. Còn Shadow of Tomb Raider thì sao? Shadow of Tomb Raider thì Intel sẽ là 103fps, còn AMD thì là 115fps. À, dạ vâng, AMD lại chiến thắng rồi. Không phải là một chiến thắng quá cao, chỉ khoảng tầm 10% thôi, nhưng vẫn là một chiến thắng. Còn FPS minimum thì sao? Với Intel chúng ta sẽ có là 83, còn AMD là 94. AMD lại là một chiến thắng lần nữa. Với CSGO thì hiện tại bên máy của Intel của chúng ta sẽ có được một mức FPS là 301, còn với AMD, dạ vâng, lại một chiến thắng tầm 10% nữa là 336. Còn với mức FPS minimum thì hai chiếc máy này có vẻ khá là tương đồng nhau. Về Intel thì chúng ta sẽ có là minimum là 212, còn AMD là 218, rất là gần với nhau đó. Dạ vâng, còn với Dota 2 thì đây là nơi mà hai nền tảng này có một mức FPS là tương đương nhau. Với Dota 2 thì Intel sẽ có được là 119fps trung bình, còn với AMD thì là 118fps. Minimum thì Intel sẽ đạt được là 65fps, còn AMD là 66. Giờ, trong trường hợp này thì nói chung là cũng xem nhau, khoảng cách chỉ khoảng tầm là dưới 1% mà thôi. Thế nên là mình đánh giá rằng đây là hai kết quả bằng nhau. Dạ vâng, như anh em có thể thấy đấy, thì trong những tựa game thì có vẻ dường như là bộ PC AMD 30 triệu này đang chiếm một phần thắng hơn và khoảng tầm 10% trở lên. Và vậy thì còn Photoshop thì sao? Thường thì anh em sẽ nghĩ là Photoshop Adobe, ôi dồi ôi, thế này thì Intel Ultra HD Graphics ăn chặt, Nvidia với cả NVENC của họ ăn chặt, đúng không ạ? Kết quả hôm nay lại cực kỳ là hấp dẫn nhá. Intel và Nvidia chỉ đạt được là 827 điểm trong bài test Project Bend của Photoshop. Còn với AMD đạt được là 943 lận cơ, một sự tăng trưởng quá là lớn. Có vẻ như là AMD đã ăn chặt trong cái bài kiểm tra Photoshop này. Và cái bài này không phải là đơn giản là một con số gọi là random nhá, mà đây là nó kiểm tra về gọi là tốc độ load file này, tốc độ gọi là chuyển dữ liệu này, tốc độ apply các effect khác nhau vào trong một cái bức ảnh. Và trong trường hợp này thì AMD đã thành công. Có vẻ như là Photoshop vào trong 2021 thì đã tối ưu rất là nhiều cho cả hai nền tảng này. Thế nên là cái gọi là sự khác biệt về sức mạnh đã được thể hiện rõ trên giữa nền tảng AMD và Intel. Vậy thì vấn đề tiếp theo đó chính là một vấn đề về nhiệt độ, vấn đề muôn thuở. Anh em luôn nghĩ rằng là AMD sẽ là cái người nóng hơn, sẽ là người gọi là ồn ào hơn. Nhưng thực tế lại không phải nhá. Trong tầm giá 30 triệu này, do là chúng mình đang muốn cố gắng đặt 100% cái mức là gọi là mức hiệu năng để chơi game, thế nên là chúng mình vẫn đang sử dụng ở đây đều là hai tảng stock. Bởi vì chúng mình nghĩ rằng là có lẽ rằng Intel i5-11400 nó cũng ok thôi. Nhưng mà không phải nhá. Trong cái CPU này, khi mà mình vừa bật lên đã lên mức là 80 độ C, và khi mà mình bật chơi game thì nó cũng là 100 độ C rồi. Với AMD cũng tương tự như vậy, cũng lên 100 độ C. Và một điều tệ hơn nữa là khi mà mình stress test cái CPU này thì nó sẽ đạt lên là 110 và bị crash ngay lập tức. Cái vấn đề này là hơi bất lợi cho AMD một chút, tại vì rằng là trong đây anh em có thể thấy cái tản nhiệt này có vẻ hơi thấp nhỉ. Trong đây là cái tản nhiệt của Ryzen 3, một CPU Ryzen 3
chứ không phải là Ryzen 5. Tại vì cái CPU này là hàng sample, chúng mình không có dạy quạt nhiệt nên chúng mình dùng tạm cái quạt của Ryzen 3. Và dẫn tới cái nhiệt độ như thế, khi mà mình sử dụng với cả quạt của Ryzen 5 ấy, thì mức nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng tầm 90 độ mà thôi, tức là có thể sử dụng được khi mà stress test. Vậy thì chứng tỏ rằng là ok, cái bộ máy này trong tầm 30 triệu thì AMD đã chiến thắng rất rất là nhiều, là khoảng tầm từ 10% đối với các trò chơi và có vẻ như là tới gần 20% với những cái tác vụ làm việc. Rồi, có vẻ 20-30 triệu thì cái bộ máy này phải hơi chưa tối ưu lắm đúng không ạ? Và mình nghĩ rằng là có thể để tối ưu hơn thì chúng ta có thể giảm CPU xuống, đó chính là 11400F này. Có thể giảm mức RAM xuống là thay vì là 16GB bus 3600 thì các bạn có thể giảm xuống là 16GB bus 3200, và thay vào đó đó chính là một cái cam màn hình RTX 3060. Thì chúng ta, mình nghĩ rằng có thể gọi là sánh vai với bộ PC AMD này về hiệu năng chơi game. Nhưng mà hiệu năng làm việc thì hơi khó hơn một chút, bởi vì cái CPU Ryzen 5 5600X này thì nó khỏe tương đương với cả CPU i5 11600K cơ. Và cái CPU này mà nâng lên 11600K thì nó sẽ bị chạy ra quá cái mức tầm giá 30 triệu mất rồi. Chắc là hơn tỏ là 32 đấy. Tại vì phải yêu cầu một cái mainboard cứng cáp hơn này, phải yêu cầu một cái quạt tản nhiệt cứng cáp hơn này, và tất nhiên rồi, một cái bộ nguồn cứng cáp hơn. Cho đến kết luận thì mình nghĩ rằng là dù anh em có lựa chọn một trong hai cái bộ PC này thì anh em sẽ vẫn rất là hài lòng với cái trải nghiệm chơi game của nó. Thì vì cái sự chênh lệch khoảng tầm 10% thì cũng không quá là nhiều, và anh em khó có thể nhận ra được. Cái quan trọng là cái trải nghiệm sử dụng, lướt Windows này, xem Chrome này, lướt Facebook này, nó có mượt mà hay không? Thì mình trả lời rằng là hai bộ máy này đều rất là mượt mà. Và bây giờ với mức giá 30 triệu thì anh em chỉ có thể gọi là chọn bên mà thôi. Anh em thích Intel thì chọn Intel, thích AMD chọn AMD, thích cạc Nvidia chọn cạc Nvidia, thích cạc AMD thì chọn cạc AMD. Đó đều là lựa chọn của anh em hết. Rồi, nói tóm lại rằng là mình cảm thấy rằng là hai cái bộ PC này có một mức hiệu năng cũng tương đối là cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên rằng là trong tầm giá 30 triệu với bộ PC này thì AMD đã chiến thắng. Nếu mà anh em cảm thấy rằng ok, cái video này đã đưa đủ cho thông tin cho anh em để về những cái gọi là những cái sự khác biệt này, về cái sự nâng cấp này, về cái sự gọi là chênh lệch về hiệu năng, và có thể khiến cho anh em lựa chọn được bộ PC phù hợp, thì bấm like và subscribe nhé. Và mình sẽ để tất cả những cái bộ phận, những cái linh kiện của bộ PC này, hai bộ PC này ở dưới đường link mô tả. Rồi, cuối cùng xin cảm ơn các anh em đã xem video này, và hẹn gặp các anh em tại một video sau.